Hai đối tượng có hành vi tàng trữ sử dụng trái phép chất ma túy vừa bị lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh Bạc Liêu bắt quả tang, thu giữ nhiều tang vật có liên quan. Trước đó, vào khoảng 11 giờ ngày 28 tháng 4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh Bạc Liêu phối hợp công an thị xã Giá Rai và đoàn đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển kiểm tra hành chính một khách sạn trên địa bàn khóm 2, phường 1, thị xã Giá Rai. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hai đối tượng gồm Lê Trọng Thọ, sinh năm 1988, ngụ xã Quà Thịnh, huyện Tây Quà, tỉnh Phú Yên và Vũ Thị Anh Đào, sinh năm 1994, ngụ xã Quy Kim, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận, đang thuê một phòng của khách sạn để sử dụng trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ một bộ dụng cụ sử dụng ma túy, bên trong còn chứa các hạt tinh thể màu trắng nghi là ma túy, một bịch ni lông chứa các hạt tinh thể màu trắng nghi là ma túy, số tiền 57 triệu đồng và một số tang vật khác có liên quan. Tiếp tục khám xét xe ô tô biển kiểm soát 51G29100 do đối tượng Thọ điều khiển, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ một gói ni lông chứa các hạt tinh thể màu trắng nghi là ma túy, có trọng lượng 50 gram được ngụy trang bên trong hộp khăn ướt.